Xin chào tất cả mọi người, em tên là Quách Đạm Bảo Khánh và em là học viên chương trình BBA của Đại học Andrews liên kết với Đại học Quốc tế. Em đã học được ở campus Việt Nam được hơn 3 năm rồi và tiếp đến thì em sẽ chuyển tiếp việc học của mình sang campus ở bên Mỹ. Em nghĩ lý do đầu tiên rất là đơn giản, đó là vì em một người rất là thích khám phá và thích tìm tòi học hỏi ở một môi trường hoàn toàn mới á. Nên là cái việc mà mình chuyển tiếp từ quốc gia Việt Nam sang một quốc gia khác, đó là một cánh cửa mở rộng cho những cơ hội mới đến đối với em. Thứ hai đó là trường đại học quốc tế có thể liên kết với lại trường đại học Andrews bên Mỹ. Điều đó rất là thuận tiện để cho cái công việc học của em nó không có bị dang dở nhưng mà vẫn thực hiện được ước mơ là khám phá và tìm tòi những thứ mới. Rất là may mắn là tất cả những staff cũng như là các thầy cô ở tại campus ở Việt Nam cũng như là ở Mỹ đã hỗ trợ em rất là nhiệt tình. Thậm chí là tất cả những cái credits và điểm số của em cũng được chuyển tiếp vào bên đó, khiến cho việc học của em không có bị dở dang. Thứ hai đó là về ngôn ngữ. Rất là nhiều bạn khi mà qua một quốc gia mới để bắt đầu học thì sẽ bị sợ về cái rào cản ngôn ngữ. Nhưng mà ở tại campus Việt Nam thì tụi em đã được làm quen với lại chương trình học full toàn bộ bằng tiếng Anh từ hồi năm nhất và cũng được học với những thầy cô nước ngoài. Cho nên là tụi em đã tập làm quen với điều đó từ những cái năm đầu tiên khi mà bắt đầu học ở Đại học Andrews. Thật ra em nghĩ là cũng không khó khăn nhiều, tại vì như em chia sẻ lúc nãy, đó là cái quá trình mà mình chuyển tiếp từ campus Việt Nam sang Mỹ thì đa số tất cả những cái credits và điểm của em được chuyển qua đó, khiến cho việc học của em không bị dở dang so với khi mà em đăng ký những cái trường khác ở bên Mỹ. Và các staff và các thầy cô ở campus Việt Nam lẫn bên Mỹ đã hỗ trợ em rất là nhiều, cho quá trình chuyển tiếp của em thuận lợi. Về điều kiện chuyển tiếp thì thứ nhất đó là từ những năm đầu tiên khi mà bắt đầu học tại Andrews thì trường đã yêu cầu tụi em sẽ có những cái chứng chỉ liên quan đến tiếng Anh để make sure là tụi em có thể theo kịp được chương trình học. Thứ hai đó là khi mà bước vào chương trình học BBA tại Đại học Andrews thì tụi em được làm quen với những giáo trình bằng tiếng Anh cũng như là được học với các lớp có thầy cô là người bản ngữ. Thứ ba đó là tụi em được chuẩn bị bằng cách là học những cái môn khác để mở rộng cái mindset của mình đó, ngoài những cái môn chuyên ngành. Em nghĩ chương trình chuyển tiếp sang Đại học Andrews là một chương trình rất là linh hoạt, và đối với các bạn mà vẫn còn đang phân vân không có biết là bây giờ mình nên học ở Việt Nam hay nên học ở nước ngoài, các bạn có thể học chương trình này để khi mà các bạn đã có được một cái hành trang cho mình, đã chuẩn bị bản thân thật là tốt thì các bạn có thể quyết định là tiếp tục việc học của mình với nước ngoài hay không. Điều đó hoàn toàn linh hoạt đối với chương trình này. Cái thứ hai đó là khi mà mình học chương trình này á, dù là ở campus Việt Nam hay là campus bên nước ngoài, thì khi mà tấm bằng tốt nghiệp mình nhận được nó là sẽ là một tấm bằng mang giá trị quốc tế. Điều đó rất là tốt, nên là em rất là recommend các bạn học chương trình này. Thì đối với chương trình BBA tại Đại học Andrews linh hoạt giữa campus Việt Nam và bên Mỹ, đối với các bạn mà vẫn còn đang phân vân không biết là mình có nên đi du học hay không thì các bạn vẫn có thể học ở tại campus Việt Nam trong vòng 2 năm đầu, bởi vì tất cả những cái quá trình mà chuyển điểm, chuyển tín chỉ sang bên Mỹ nó rất là trơn tru và thuận lợi. Thứ hai đó là quá trình 2 năm học ở Việt Nam giống như là cái khoảng thời gian mà các bạn có thể chuẩn bị cho bản thân những cái hành trang để mà bước qua bên môi trường mới tại bên Mỹ. Tại vì tất cả mọi giáo trình và thầy cô đều nói tiếng Anh thì các bạn có thể tập làm quen với điều đó sớm hơn và đỡ bị sợ khi mà mình sang bên Mỹ học tiếp.